trời giữa một ngày được ánh sáng. Đàn ca các thánh tung hô những loài vui hát mừng vì xác hồn vẹn tuyên mẹ về thiên cung. Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên cung nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em cùng với toàn thể giáo hội chúng ta hân hoan mừng ngày mẹ của chúng ta được tôn vinh trên trời cao. Mẹ đi trước để dẫn dắt, để nâng đỡ chúng ta, chia sẻ cùng một vinh quang mà mẹ được chia sẻ thật là nhiều. Vinh quang Chúa muốn ban cho tất cả chúng ta. Hợp với toàn thể giáo hội chúng ta dâng lên mẹ tâm tình của những người con nhỏ bé để cùng với mẹ dâng lên cho Chúa, nài xin lòng Chúa thương xót. Chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho cả thế giới đang trong cơn đại dịch, cần được sự nâng đỡ, bảo vệ, giữ gìn, cần được thật nhiều ơn lành của Chúa. Xin cho chúng ta cũng trở nên những con người sống cho trọn niềm tin trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúng ta cũng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh, Anna, và hợp ý tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ theo ý người xin. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ta tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa kỳ công thương xót chúng con. Xin Chúa kỳ tu thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và hành hạnh nơi thế cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa Cha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa
xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra, và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng và đau đớn sinh con. Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời, một con rồng đỏ khổng lồ, có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu đội 7 triều thiên. Đuôi nó kéo đi 1/3 tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi bà sinh con ra thì nuốt lấy đứa trẻ. Bà sinh được một con trai, đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân. Con bà được mang về cùng Thiên Chúa đến tận ngai của người, còn bà thì trốn lên rừng vắng. Ở đó bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của người đã được thực hiện. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôn nương hỡi, xem đi và lắng tai nào. Hãy quên sắc tộc, hãy quên nhà phụ thân. Hoàng hậu đứng bên nước đơn vua, mặc đồ trang điểm vàng rực, bao hương sắc quân vương ngài đáng yêu, vì trên vua là Chúa nàng đến bên phụng vụ ngài. Hoàng hậu đứng bên nước đức vua, mặc đồ trang điểm vàng bao vui sướng, hoang ca điều hát cung đàng, biết bao người tiếng vào đến trong tầng hoàng cung. Hoàng hậu đứng bên mặc đồ
đây công chúa xiêm y dền gấm thiêu vàng, vai trang phùng hy hoàng, diêm lệ thành đẹp xinh. Hoàng hậu đứng bên ưu đứng vua, mang đồ trang điểm vàng rực. Bài chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô. Đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực, nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Đó là lời Chúa. Chị em và cùng cha tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy vội vã ra đi lên miền núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đoái nhìn đến phần hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phần nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, đoàn người trở về nhà mình. Đó là lời.
đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày hôm nay là ngày vui cho cả giáo hội, cho tất cả chúng ta, cách riêng là những người đã nhận Mẹ Maria lên trời làm quan thầy của mình. Mẹ đã đi trước như một mẫu gương và như một người dẫn đường. Và qua đời sống của mẹ, chúng ta thấy mẹ đồng hành với chúng ta. Và quả thực là giáo hội đã khéo léo phân chia để từ đầu năm phụng vụ chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và rồi Đức Mẹ đồng hành với chúng ta, chúng ta cũng từ việc lãnh nhận bí tích rửa tội thì cũng được cái ơn là sạch tội tổ tông. Rồi Đức Mẹ đồng hành với Chúa Giêsu và đồng hành với chúng ta trong hành trình về trời. Mẹ cũng đã trải qua những kinh nghiệm của làm mẹ, của làm vợ, của một người sống trong xã hội, của một người được tôn vinh, của một người bị khước từ. Và chính mẹ là người đã theo Chúa đến cùng khi đứng dưới chân thập giá trên núi Sồ. Và từ đâu mẹ có sức mạnh, từ đâu mẹ có sự khôn ngoan đó, chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta về cái bí quyết thành công của mẹ. Và nếu chúng ta đi vào con đường đó, chúng ta cũng sẽ thành công. Mẹ đã trở nên một con người hết sức dễ thương và đáng quý, mà Chúa Giêsu đã gọi mẹ là môn đệ gần gũi nhất. Và chính Chúa đã truyền lại cho chúng ta, và mẹ là người môn đệ đi đầu. Đó là đừng tự cao tự đại, đừng kiêu căng tự phụ, nhưng phải biết khiêm tốn với mọi người. Đó là bí quyết Chúa Giêsu đã tóm lại trong một câu: phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Và trong ngày hôm nay lời Chúa nói với chúng ta thật là hay về cái con đường sống này của mẹ Maria. Đó là khi mẹ đi thăm bà Elizabeth, và trong lúc được bà Elizabeth chúc mừng thì mẹ đã ngẫu hứng hát lên cái bài ngợi khen lực lập đi lập lại trong giờ kinh phụng vụ hằng ngày của giáo hội. Mà trước hết đó là cái ý tưởng ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, qua những câu Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, và người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Và khi mẹ hát lên câu này thì tự tâm hồn có cái cảm nghiệm là mình thật là nhỏ bé và mình được Chúa nâng cao. Và rất nhiều sự trên đời cho chúng ta thấy là bài học này: tháp cao thì dễ nghiêng, cây cao thì dễ đổ, và người tự cao thì dễ bị hạ xuống chỗ thấp hèn. Trong rừng thì có nhiều cây, có cây cao, gió thổi nó đổ, còn những cây hạ sát mặt đất như cây mắc cỡ chẳng hạn ấy, thì chẳng thấy đổ bao giờ. Và rồi qua những cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy là nếu chúng ta còn bị đổ, điều đó có nghĩa là chúng ta còn tự cao tự đại. Và người khiêm tốn thì ít sa ngã, hết sức khiêm tốn thì không thể sa ngã được, và trở nên những con người thật là dễ thương trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và để tránh cho cây cao không đổ thì người ta phải làm gì? Người ta phải chăm bón cho rễ nó thật sâu, hay là chặt bớt ngọn, chặt bớt những cành,
gọi là, ta quen gọi là những cành sum suê. Còn nếu mà có nhiều cành gọi là phô trương ra ngoài thì gió thổi nó dễ đổ, và đồng thời với cái chặt bớt ngọn, chặt bớt cành thì lại càng phải chăm bón cho rễ nó thật là sâu. Cái người ta xây nhà cũng vậy, muốn xây nhà cao thì phải làm móng cho thật sâu. Và cũng vậy, chúng ta muốn vươn lên cao thì chúng ta càng cần phải hạ mình xuống, đâm rễ sâu bằng một đời sống khiêm nhường, đào móng sâu. Và trong cuộc đời của chúng ta bằng một đời sống khiêm nhường, và cuộc đời Đức Mẹ cho chúng ta thấy một cái dấu chứng thật rõ ràng, Mẹ đã được tôn lên là Mẹ của Thiên Chúa, thì làm sao ai có ai cao hơn được như thế. Thế nhưng trước hết đó là nhờ cái sự sống rất khiêm tốn của Mẹ Maria. Ngày hôm nay chúng ta mừng Mẹ lên trời, nhưng mà rồi ta đừng quên rằng Mẹ đã hạ mình và đã bị hạ thật là thấp, bị ghét bỏ, bị xa lánh. Và một trong những câu mà chắc chúng ta ai cũng muốn biết về mình, đó là tôi có khiêm nhường hay tôi tự cao. Thì ta biết rằng tự nhiên bình thường ra ai cũng muốn đưa mình lên hết. Đây là cái tàn tích của tội tổ tông. Và có một câu truyền kể về một lớp học, trong đó vào dịp cuối năm thầy giáo mới cho một cái bài trắc nghiệm, để rồi cho mỗi một em học sinh cứ viết tên những người mà mình không ưa vào đó. Thế thì đây là cái cơ hội để cho, cứ gọi là để trả thù nhau, nó coi thường mình, bây giờ mình phải để tên nó vào đây. Và cái cuối cùng đó, cái cuộc trắc nghiệm đó thì nhận được kết quả là cái em nào mà càng không ưa nhiều người thì càng không được nhiều người ưa. Còn trái lại, cái em mà thấy ai cũng dễ thương cả lại là một cái người được mọi người thương mến. Và bình thường ra chúng ta thấy cái người mà tự cao tự đại thì tự nhiên cái cảm tình là không ưa, không thích. Nhưng mà rồi qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy, đúng là khi chúng ta không ưa, không thích một ai, ta lại có một chút tự cao tự đại về người đó. Và có một điều có thể nói được á, trong chúng ta chẳng ai dám nói mình là người khiêm nhường đâu, ai cũng tự cao tự đại. Là khi nào vậy? Khi ta nói xấu người khác, tức là ta đưa mình lên cao hơn người ta. Và đúng là như thế. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã ban hồng ân rất lớn cho Đức Mẹ bởi cái đức khiêm nhường. Xin cho chúng ta cũng noi gương Đức Mẹ để luôn nhìn thấy cái hay, cái tốt của người khác. Và khi ta nhìn ra cái xấu của người khác thì ta tìm cách mà giúp đỡ. Và khi ta nói về cái xấu của người khác, ta đang lại tự cao rồi. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha, nên ta vô cùng dâng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi khen Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sion Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống đục tù tung, ngày thứ ba về trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời đang xuống vẫn sẽ kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh công công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác lại người ngày sau sống lại,
tôi tin hằng sâu đời. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác như phần thưởng cho cuộc đời luôn lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Xin cho các vị chủ chân trong hội thánh, đặc biệt là các tu sĩ nam nữ đang dấn thân phục vụ mọi người và chăm sóc các bệnh nhân, luôn noi gương Đức Trinh Nữ Maria mà đặt trọn niềm cậy trông vào Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Xin cho các thiếu nữ biết chiêm ngắm và bắt chước mẹ Maria, sống vững niềm tin vào Chúa và hạnh phúc đời đời, để biến cuộc đời và con người mình thành những đóa hoa thơm hương nhân đức. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bà Maria vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương mẹ Maria là mẫu gương của lòng yêu thương, bác ái và sẵn sàng phục vụ mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng, giúp chúng con biết noi gương mẹ Maria sống lời Chúa là lời yêu thương phục vụ. Qua đó chúng con được hưởng quê hương vĩnh cửu trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vừa chẳng hướng tam bay, nghi ngút nơi thiên cung nhiệm màu, xin cho lời con nguyện cầu tòa quay lên trước thiên nhân. Đây lễ dâng con dâng trọn đời là tình yêu trong trái tim hồng. Đây ly rượu ướm tình lòng là bánh thơm cho tâm người người. Ngài dù thương ban xuống muôn ơn, xin cho người luôn tìm người cùng nắm tay chung xây cuộc đời tình nở hoa sông thay hòa. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ mọi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mong ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để kinh mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hằng là chính đáng. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thi.
Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con Cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất này linh hoàng Chúa, hoàn hồ Chúa trên các tầng trời, trong cộng đồng lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lê này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chiến và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến,
thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ tha nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chư cao dù, nhưng cho chúng con cho phải sợ dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Về bác quyền, thầy được cả vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy mang bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời chia ân Thiên Chúa đấng xa tội trầm dâm, xin thương xót chúng con. Lời chia ân Thiên Chúa đấng xa tội trầm dâm, xin thương xót chúng con. Lời chia ân Thiên Chúa đấng xa tội trầm dâm, xin ban bình an cho. Đây xin Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc. Xin Thiên Chúa, lời Chúa con trần gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thầy linh hồn con sẽ lành. Tiếng tài giang lý thơ tuyệt diệu, dệt
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.